triệu. 1 triệu đấy. Yeah! 1 triệu. 1 triệu follow à, chỉ từ nhờ cắt 2 like bây giờ đi live stream mỗi ngày. Vâng, và giây phút này tôi sẽ muốn chia sẻ và thông báo dành cho tất cả các bạn. Tôi sẽ có một phiên live rất đặc biệt ngày 27 tháng 8 này, 24 tiếng các bạn ạ, cùng các brand được tôi chọn trong vòng 1 năm trời. Vâng ạ, cuối cùng thì đã đến giây phút tôi có thể rõ ràng nói được điều đó. 24 tiếng nghĩa đen luôn các bạn ơi. Và ngày hôm đấy là gồm các brand do chính khách hàng mua nhiều nhất theo TikTok Shop, tôi dám nói từ nhất luôn. Trong đúng 1 năm qua tôi sẽ mang lại để bán cho các bạn, cùng với các brand được các bạn yêu quý nhất. Cùng với việc là các brand được TikTok Shop lựa chọn, tôi đã chờ đến phút này quá lâu rồi. 24 tiếng ngày 27 tháng 8 các bạn ơi. 1 triệu follow chỉ nhờ cắt 2 like rồi đi bán hàng. Không ai làm thì tôi sẽ làm các bạn ạ. I made it. Fucking hell yes.